Ông đừng có diễn nữa. Mấy chục năm nay diễn chưa đủ à? Cái chết của mẹ cũng do ông mà ra đó. Hỗn loạn mày! Thế là vui rồi. Vâng. Thế còn anh thế nào, khỏe không ạ? Khang à? Chào cô chú ạ. Dạ. Lâu quá mới gặp. Sắp lấy vợ chưa? Dạ vâng, cũng sắp rồi chú. Cháu xin phép. Đẹp trai nhỉ. Cháu chào cô chú ạ. Khang về rồi đấy hả cháu? Khang về rồi à? Dạ vâng. Dạ anh để em giúp cho. Không cần đâu, tôi tự làm được mà. Cô ấy mới đi làm cho nên không biết ý thích của con là tự tay sắp đồ cho mẹ. Không sao đâu. Có người gần 20 năm còn không biết gì mà. Mẹ ông mất lâu chưa? Cũng tầm 20 năm rồi. 20 năm. Vậy là lúc mẹ ông mất, ông còn chưa bằng tuổi con gái lớn tôi. Khổ thân ông. Bà này, người làm thì ông ăn mặc như nhân viên khách sạn đấy nha. Bọn họ là nhân viên khách sạn của ông ấy mà. Không nào. À, các cháu vào ăn thôi các cháu. Con vào đi. Anh yêu. Này, bạn gái mới của ông đấy. Sao mặc váy ngắn thế? Hôm nay đám giỗ mà không nhắc cô ấy à? Đứng đấy. Ôi, bạn gái Tuấn Khang về ăn giỗ mẹ hả? Bố, đến mức này luôn à? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà bố dám dắt gái về nhà à? Con bình tĩnh, đừng ăn nói linh tinh. Bình tĩnh thế nào được chứ? Ông đừng có diễn nữa. Mấy chục năm nay diễn chưa đủ à? Cái chết của mẹ cũng do ông mà ra đó. Hỗn loạn mày! Khang, Khang,